Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Tinh khung Tinh thần tranh đoạt ta, gia nhập nhóm trò chuyện tinh thần bảo vệ Kerry. Năng lực của hắn, mang đến hy vọng cho sự bảo vệ của thế giới. Thần hủy diệt Nanoc Hắn có thể loại bỏ ung thư vũ trụ, hủy diệt tất cả các nền văn minh. Một hồi đại chiến, âm ầm, ầm nổ tung. Nghe nói chưa, có hai vị tinh thần vì lâm vũ mà đánh nhau. Đúng vậy, thật sự là quá kinh khủng, tinh thần chiến tranh, ngẫm lại đều đáng sợ. Xuyên qua đến tinh khung thiết đạo thế giới Lâm Vũ nghe được nghị luận, có chút đau đầu. Hắn muốn chính mình thăng cấp thành thần. Nói chuyện phím váy đột nhiên buộc lại. Hồ đào. Nói là gà trống kia ban ngày phải dậy sớm, đoàn tước buổi tối phải ngủ, ta vãng sinh đường chủ hồ đào, nhưng là tùy gọi tùy đến. Được rồi. Ước muốn của em là... Anh đoán xem tiểu mai qua wow, sao lại không giống với tinh khung thiết đạo em chơi lời bài hát uông hơ quơ nhưng mà tinh thần nhìn chăm chú còn chưa đình chỉ trí thức tinh thần bát thức tôn phân tích thất bại tinh thần vui vẻ a cáp tồn hộ là một ngốc tử hủy diệt giống như người điên cương nhiên nhìn không thấu lâm vũ a cáp thật mất mặt mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Không không một tồn bảo hộ tinh thần cùng hủy diệt tinh thần vì ta treo lên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không không một tồn hộ tinh thần cùng hủy diệt tinh thần vì ta đánh nhau. Vũ trụ mênh mông vô ngần. Đây là một mảnh địa phương không người biết. Trống trải mà thâm thúy. Xây tường. Nhưng mà có thanh âm hùng hậu ở trong hỗn độn lan tràn ra, mang đến từng trận gần sóng. Một thân ảnh nguy nga mà mênh mông sừng sững ở đây. Thân hình vững chắc, khí thế bàn bạc, làm cho người ta không dám đối diện. Khí thế quanh thân, phản phất là bàn thạch kiên cố nhất trên thế giới này. Khí tức cổ xưa mà nặng nề, làm người ta an tâm mà hướng tới. Tồn hộ tinh thần. Hổ Phách Vương. Một trong những vị thần star lâu đời nhất trong vũ trụ. Hắn trải qua vô số tang thương năm tháng, chứng kiến văn minh, tinh hà lên lên xuống hổ phách quan huy chiếu hướng thế gian chỉ có trong lòng có đại thủ hộ giả mới có thể nhìn thấy quan mang bảo hộ ông một trận quan mang còn rực rỡ chói mắt hơn cả mặt trời hiện ra đó là ánh mắt của hổ phách vương xuyên qua vô số năm ánh sáng đây là một trạm không gian neo đậu trong vũ trụ dù là trạm không gian khổng lồ ở trước mặt hổ phách vương cũng chỉ là con kiến hôi mà ánh mắt hổ phách vương nhưng lại hướng về phía một đạo thân ảnh trong trạm không gian này khuôn mặt anh tuấn của lâm vũ hơi lộ vẻ hoang mang nhíu mày hắn cảm giác được không đúng ý thức của mình giống như đang xuyên qua vũ trụ bị chỉ dẫn muốn đi đến một địa phương không biết tên nào đó ánh mắt còn chói mắt hơn cả mặt trời nhưng cũng không vội vàng rời đi mà dần dần trở nên càng thêm thâm thúy ngưng trọng sức mạnh của ngươi so với tảng đá còn kiên cố hơn tồn hộ Xây tường Âm thanh như chuông đồng Nặng nề gõ vào trong đầu Lâm Vũ Lâm Vũ mơ hồ trong lúc đó thấy được một tôn khổng lồ không thể gọi tên tồn tại Trong lòng rùng mình Lâm Vũ đang muốn nói chuyện Đột nhiên Trong ánh mắt Tự như thiêu đốt lên một mảnh liệt diễm khủng bố thiêu đốt phía chân trời Bạch phát kim đồng Cả người cuốn quanh ánh lửa làm người ta run sợ một đạo thân ảnh thô bạo uy nghiêm mơ hồ xuất hiện. Không chút lưu tình xông vào mảnh đất xa lạ này. Xem thanh thế, rõ ràng không thể so với tồn hộ tinh thần yếu hơn. Đồng tử lâm vũ hơi co trục lại. Hủy diệt tinh thần, nạp nổ khắc. Đây là ngày gì? Sao đột nhiên tồn hộ tinh thần Kerry và hủy diệt tinh thần nạp nổ khắc đều đồng loạt xuất hiện? Vết thương kinh khủng chảy ra dòng máu vàng chói mắt, ánh mắt điên cuồng lại thô bạo của nạp nổ khắc. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Thiêu đốt. Chôn vùi. Người. có thể thanh lý vũ trụ chi ung thư. Một trận mang theo vô số khí tức tiêu cực cảm xúc, giống như lập tức muốn từ Lâm Vũ trong thân thể nổ tung ra. Điên rồ. Lâm Vũ đang muốn ra tay. Bích chướng màu vàng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, đuổi ngọn lửa điên cuồng của Na Nóc ra. Lâm Vũ trên người nhất thời nhiều hơn chút ổn trọng khí tức nanok bỗng dưng trở nên lạnh lùng ánh mắt từ lâm vũ trên người dời đi chuyển tới trên người hổ phách vương đối mặt với sự dày nặng mênh mông như vực sâu nanok không hề kiên kỵ trong ánh mắt hiện lên một tia trào phúng rõ ràng điên rồ hoang tưởng hắn là thần hủy diệt dù là tượng trưng cho tinh thần hổ phách vương vững chắc cứng cỏi hắn cũng nhất định phải thiêu đốt ngọn lửa hủy diệt Bum ngọn lửa phía sau na nóc một nặng hơn một nặng hỏa diễm hải dương đang tàn sát bừa bãi phía chân trời khí tức cùng bạo âm ầm nổ tung nhiệt độ khủng bố đủ cao trong nháy mắt đem vô số hành tinh vô số tinh hệ trong nháy mắt hóa thành bột mịn sức mạnh của nền văn minh ở loại lực lượng nghiền nát này trước mặt khó có lực ngăn cản hổ phách vương cũng không chút hoang mang quang mang màu vàng càng thêm chói mắt một thanh cự chu y giống như thông thiên triệt địa chậm rãi hiện ra thân ảnh của nó hammer của genesis nó ẩn chứa lực lượng bàn bạc đủ để khuấy động phong vân khắp vũ trụ đông cự chu y nhìn như chậm rãi hạ xuống cả không gian lại giống như không chịu nổi gánh nặng giống như gương tồn tại vỡ vụn tiếng chu y vang vọng cả hoàng vũ đinh tai nhức ốc Lịch Hổ Phách Kỷ 2157 kết thúc. Chương 2158 chính thức đến. Trọng chu y sáng thế, mỗi lần rơi xuống, đều là hổ phách lịch thế kỷ mới bắt đầu. Lâm Vũ ra sức mở to hai mắt. Đem thanh thế to lớn trước mắt này gắt gao khắc ghi ở trong lòng. Ông. Một trận chấn động truyền đến. Lâm Vũ trước mắt hoa một cái, ý thức trốt cục về tới còn tại hắc tháp trạm không gian trên người của mình trong lúc đó. Tin tức chấn thiên trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vũ trụ, ức vạn tinh cầu. Amber King và Nanok, bởi vì một người đàn ông đánh nhau. Vô số người kinh rớt cầm. Điên cuồng điều tra càng thêm cụ thể chuẩn xác tin tức. Sợ hãi than chẳng lẽ lại là một cuộc chiến tranh lớn đã tới sao? Đây chính là hai tinh thần đại lão trong vũ trụ A. Nhất cử nhất động, cũng đủ để nhấc lên gió lốc thổi quét toàn bộ vũ trụ. Hôm nay lại bởi vì cùng một người mà vung tay không thể vãn hồi sốc người bình thường muốn ý kiến tinh thần đều là chuyện khó như lên trời cần cố gắng cả đời cũng không nhất định có thể đổi lấy cái nhìn vội vàng của tinh thần vĩ đại càng không cần phải nói đến tin tức nghịch thiên hôm nay giống như lửa rừng cháy lan ra đồng cỏ ở trong lòng vô số người nhất lên rung động hoang mang khó hiểu ghen tị các loại cảm xúc phức tạp mà Lâm Vũ lúc này. Lau mồ hôi lạnh trên trán. Có cần kích thích như vậy không? Tồn hộ tinh thần Hổ phách vương cùng hủy diệt tinh thần nạp nổ khắc. Giống như vì ta, đánh nhau. Trận chiến này, nhất định là kinh thiên địa khiếp quỷ thần A. Lâm Vũ tỏ vẻ mình rất vô tội. Mình chẳng qua là đang chơi trò sụp đổ, thời điểm tinh khung thiết đạo. Một ý tưởng bất chợt. Lái một số mới, lựa chọn không đi theo đoàn tàu, thử kết cục thứ hai một lần. Không nghĩ tới thật sự biến thành qua đời một lần. Trực tiếp xuyên qua đến tinh khung thiết đạo thế giới bên trong. Mở tài khoản mới biến thành mở ra cuộc sống mới. Xuyên việc tới đã là có một đoạn thời gian, trên đường còn ngoại ý muốn cứu xuống tao ngộ nguy hiểm Esther cha mẹ. Trở thành huynh đệ kết nghĩa của phụ thân Esther. Dưới sự năng nỉ của Esther, đi theo nàng tới trạm không gian hát tháp này. Đinh. Chúc mừng ngài trói định vạn giới nói chuyện phím bay. Nhìn trước mắt nói chuyện phím quần trang, Lâm Vũ lúc này mới thu hồi tâm tư. Vừa rồi chính là bởi vì trói buộc nhóm nói chuyện phím này. Mình còn chưa kịp nhìn xem nhóm chat này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền cảm nhận được tinh thần nhìn chăm chú. ts Sách mới khởi hành, chờ mong các vị đại lão các hoa tươi vé tháng đề cử phiếu độc giả đại đại các lễ vật mới có thể để cho tác giả cảm thấy sách của mình không phải không ai xem. 002 vạn giới cha group. Hẻm nhỏ phái hắc ám về. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. 003 toàn bộ đều là của ta lão bà. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. 003 tất cả đều là vợ của ta. Rem. Tôi còn tưởng tên mọi người đều là nickname chứ. Tiểu thư yêu tinh màu hồng nhạt. Hi, xin chào. Tên của tôi là Anh có muốn đoán thử không? Thật là, một chút gợi ý cũng không cho người ta sao? Tiểu thư yêu tinh màu hồng nhạt. Được rồi, người ta nhắc nhở là được rồi, người ta là cô gái thẹn thùng như đóa hoa nha. Hẻm nhỏ phái hắc ám đánh dầu thi nhân. Chẳng lẽ là hồng nhạc đóa hoa tiểu thư. Ha 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 ha. Lâm Vũ nhìn nhóm nói chuyện phím trước mặt. Hiểu ý cười một tiếng. Hồng yêu tin tiểu thư. Đương nhiên là người gặp người yêu Elysia rồi. Còn có thể là ai? Thật là anh kiệt của ta. Thủy nguyên chi luật giả, nhân chi luật giả, đệ linh luật giả. Người sáng lập trục hỏa anh kiệt. Duy trì nhân vật trung tâm trục hỏa thập tam anh kiệt thích mỗi người, đối với mỗi chuyện đều cảm thấy hứng thú, mang theo chân thành cùng nhiệt tình ông cô gái hồn nhiên mỗi ngày. Cũng là Lâm Vũ thích vô cùng xấu nữ nhân. Nhà thơ hắc ám ở hẻm nhỏ. Cũng là người quen cũ A. Có sức sống như vậy, ngoại trừ hồ đường chủ chúng ta còn có thể là ai? Mỗi một bài thơ đánh dầu nhìn thô ráp, cũng ai cũng thích. Đồng dạng là nữ hài tử người gặp người yêu. UMR nên được chôn trong đất của em gái khô ráo. Người trước là mỹ nữ, người sau là khô vật muội, hết ăn lại nằm, ỉ lại ca ca đến vô cùng cực phẩm moe moe. Lớn nhỏ tùy chỗ. Không phải bình thường thích coca. Thích nhất là. ha! Rem dĩ nhiên là vợ của Rem rồi. Xuống bếp, lên chiến trường. Màu xanh là tình yêu đích thực mãi mãi. Tóc ngắn màu lam che mắt thật muốn sờ một cái, xoa một cái. Vậy phải làm cho người ta kích động cỡ nào a? À? Nhiều vợ thứ hai như vậy, ông trời đối xử với tôi không tệ. Cái nhóm nói chuyện phím này thật sự là tới đúng rồi. Trong lòng Lâm Vũ đẹp đến nỗi bong bóng. Lâm Vũ Tiểu thư Alicia, xin chào, xin chào, gặp được cô thật sự là rất vui vẻ. Tiểu thư yêu tinh màu hồng nhạt. UMR R.E.M. REM. Thật là lợi hại, vậy mà lập tức liền đoán ra sao? Trước kia tôi đã đoán rất lâu rồi. Không ngờ không phải là tiểu thư hoa hồng mà là tiểu thư Elysia. Tiểu thư yêu tinh màu hồng nhạt. Cái này cái này, vậy mà lập tức liền đoán được. Chẳng lẽ trước kia anh đã biết tôi sao? Nhìn nhóm nói chuyện phím trước mắt. Elia có chút kinh ngạc người mới này lại dễ dàng đoán ra thân phận của nàng như vậy thật là thú vị umr thì ra cậu cũng chơi nhảy ba lần rem ba ba cái nhảy umr nga nga chính là thích chơi sụp đổ ba người bình thường đều gọi tam nhảy tử lâm vũ ừ trước kia từng chơi không chỉ chơi đùa tôi còn là alexa ân ân còn có đáng yêu lôi mổ tiểu thư đương nhiên hồ đào tiểu thư ta cũng nhận thức rồi thật không hổ là hồ đường chủ ngay từ đầu giới thiệu liền như vậy có tinh thần u m r này rem này hẻm nhỏ phái hắc ám đã du thi nhân nga nha 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 nháy mắt đi nàng còn không biết vì sao có người biết nàng đây cô ấy không biết những người bạn khác đến từ đâu u m r chẳng lẽ Lâm Vũ trong thế giới của ngươi, cũng có sụp đổ ba, nguyên thần như vậy như vậy trò chơi như vậy sao? Lâm Vũ Ừ, ta là chơi qua băng phá tam cùng nguyên thần á, này. Chẳng lẽ tiểu mai ngươi cũng chơi qua những trò chơi này sao? Ở quốc gia chúng ta, mễ lừa dối nhà này danh hiệu, đã là vang dội vô cùng rồi, hiện tại đi Akihaba, khắp nơi đều có thể nhìn thấy mễ lừa dối công ty trò chơi quảng cáo đâu. Lâm Vũ sờ sờ cầm xem ra bối cảnh thế giới hiện đại bị chôn vùi cũng có thể chơi được trò lừa dối hồng nhạc yêu tinh tiểu thư ngay từ đầu biết thế giới của mình kỳ thật là một nhà công ty khai phá trò chơi thời điểm mặc dù là rất kinh ngạc nha nhưng là không ảnh hưởng nha ta cảm giác chuyện xưa của mình vẫn là rất tốt đẹp nha có thể gặp được nhiều người tốt đẹp như vậy chuyện tốt đẹp lưu lại tốt đẹp hồi ức thế giới này ngay từ đầu đã không tốt đẹp không không tôi sẽ chiến đấu cho tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới Ren xem ra các ngươi đều rất thích cái này gọi là sụp đổ ba trò chơi đâu lâm vũ nhìn vẫn như cũ sáng sủa như thủy tinh không tì vết ái lì hiên nhã trong lòng càng thêm ấm áp nhảy nhót thật đúng là một trò chơi tích cực hướng lên hồng nhạc yêu tinh tiểu thư coi như là biết cái gọi là trò chơi nội dung vở kịch nhưng là nhân sinh của mình vẫn là cần chậm rãi đi nha. Tiểu thư yêu tinh màu hồng 13 anh kiệt cuối cùng cũng sẽ đấu tranh với vận mệnh, không nên tiêu vong theo một thời đại, nó nên được ghi nhớ, cũng nên lưu giữ những ký ức tốt đẹp trong lòng. Hồng nhạc yêu tinh tiểu thư Đây chính là thuộc về trục hỏa thập tam anh kiệt cố sự. Lâm vũ nhất thời trong lòng khó chịu. Đó chính là Elysia. Đây chính là thiếu nữ không tì vết kia bất luận lúc nào, đều sẽ đáp lại thiếu nữ như đóa hoa chờ mong. Lâm Vũ Quá hoàng mỹ Tiểu thư Elysia Tôi thích cô Tiểu thư yêu tinh màu hồng nhạt Hả? Vậy thổ lộ với người ta sao? Nhanh như vậy nha Người ta sẽ xấu hổ nha Hồng nhạc yêu tin tiểu thư Làm sao bây giờ? Chúng ta còn cần càng thêm hiểu rõ lẫn nhau đây PS. Cầu hoa tươi. Cầu phiếu đánh giá. Không có số liệu, quyển sách này thật sự rất khó viết. 004 giữa người và người khác biệt như thế nào lớn như vậy chứ? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. năm hai vị tinh thần. Tiểu chung kinh hô đại lão. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. năm hai vị tinh thần chôn cất người lớn. Hồng nhạc yêu tinh tiểu thư. Lâm Vũ thấy được sao? Đây mới là bình thường nha. Lâm Vũ. Tôi cũng không tới. Có thể là lần này vận khí tốt hơn. Uống chút nước vui vẻ, tâm trạng tốt hơn rồi. Lâm Vũ nhìn mình rút được 500 điểm tích lũy. Thế nhưng vừa đến cũng đã có thể thực hiện xuyên qua thế giới sao? Bất quá suy nghĩ một chút cảm giác vẫn là tích góp một chút thì tốt hơn. Dù sao vật phẩm khu thương mại trong nhóm cha vẫn cần rất nhiều điểm tích lũy. Vì cái gì Lâm Vũ Ngươi cũng sẽ biết ái lị hi nhã cùng hồ đào tiểu thư chuyện của bọn họ đâu này hay là thế giới bên kia của ngươi cũng có những trò chơi này. Yêu tinh tiểu thư màu hồng nhạt. Chúng ta rốt cuộc bắt đầu nói chính đề rồi sao? Rem. Nếu là ở cùng một thế giới, chẳng phải là lập tức có thể gặp được ta chơi qua rất nhiều trò chơi đúng là sự thật. Bất quá đó đã là chuyện thật lâu trước kia. Tiểu thư yêu tinh màu hồng nhạt. Ai nha ai? u m -E r à, Ta ngay cả xuyên qua thế giới thứ này đều là tiến vào nhóm trò chuyện sau khi mới biết được. Hẻm nhỏ phái hắc ám đã du thi nhân. Chẳng lẽ Lâm Vũ trước kia liền nắm giữ xuyên qua thế giới phương pháp? Lâm Vũ có không phải bọn hắn nghĩ như vậy cái này xuyên qua kỳ thật là một hồi ngoài ý muốn. UMR, chẳng lẽ là like novel anime bên trong thường xuyên viết đến loại kia xuyên qua. Ta là đang chơi phá hư tinh khung thiết đạo thời điểm, đột nhiên liền xuyên qua. Ren. Hả? Tiểu thư yêu tinh màu hồng nhạt. Sụp đổ tinh khung thiết đạo. Chẳng lẽ, ngươi bây giờ là ở sụp đổ tinh khung thiết đạo thế giới bên trong? Lâm Vũ không sai, ta rất thích tinh khung thiết đạo trò chơi này, bên trong vũ trụ cảnh tượng, thật sự là làm cho tâm thần người ta hướng tới. Lâm Vũ, hoan nghênh các cậu tới chơi a, à? ta nhất định phải tích lũy điểm tích lũy, hảo hảo đi qua xem. Hồng Nhạc yêu tinh tiểu thư, vậy cứ như vậy nói tốt nha, chúng ta lần thứ nhất quần viên đoàn xây dựng, liền lựa chọn tại Lâm Vũ thế giới đi. Ân, ừ. băng hoại tinh khung thiết đạo tiểu mai ngươi trước đó truyền lên ta thế giới này thiết lập tập sụp đổ tinh khung đường sắt là trước mắt gạo lừa dối công ty này mới nhất ra một trò chơi nhiệt độ có thể cao nguyên thần tinh khung đường sắt sụp đổ ba đều là gạo lừa dối dưới cờ sản phẩm đâu umr bất quá sụp đổ tinh khung đường sắt thế giới quan muốn so với sụp đổ tam thế giới quan khổng lồ một ít umr bên trong có đủ loại kỳ quái thú vị, thậm chí là ẩn chứa sức mạnh khủng bố. Hồng nhạc yêu tinh tiểu thư Nói như vậy, nếu là chúng ta bên trong thế giới rất khó giải quyết đồ vật, nói không chừng ở tinh khung thiết đạo bên trong thế giới, liền trở nên rất dễ dàng giải quyết, Eric đột nhiên suy nghĩ. Không ngờ. Cái nhóm nói chuyện phím này thật sự là lần lượt mang đến cho mình kinh hỉ. Thổ Giang Thái Bình trơ mắt nhìn mùi mùi của mình, lúc thì khóc, lúc thì cười thật sự là có chút lo lắng cho cảm xúc của nàng. Mặc dù trước kia có đôi khi cũng sẽ như vậy, Tiểu Mai hiện tại rất kích động. Cô mặc dù là một cô gái đặc biệt trạch, thích chơi trò chơi, nhưng nàng đặc biệt hướng tới những trò chơi khổng lồ thế giới quan kia, bị những sự vật thần bí mới lạ kia hấp dẫn thật sâu. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đi trong thế giới tinh khung thiết đạo chơi một chút. rem Tôi hơi bối rối rồi. Nói như vậy đi, tinh khung thiết đạo thế giới bên trong còn tồn tại trong vũ trụ rất nhiều vị thần. Yêu tinh tiểu thư màu hồng nhạt. Giật mình. JPJ. Lại có rất nhiều vị thần. Hẻm nhỏ phái hắc ám đã du thi nhân. Thần linh liền cùng Tiva thế giới bên trong bảy vị thần linh không kém nhiều lắm sao? Không, không, còn hơn thế nữa. Ta chơi trò chơi thời điểm cũng cảm giác những tinh thần kia thật là lợi hại a à? Lâm Vũ. Không có. Thật đáng tiếc, nhưng chắc chắn là có cơ hội. Dù sao nếu như không có ngoài ý muốn, tồn hộ cùng hủy diệt hai vị tinh thần là vì ta đánh nhau. UMR. Kinh ngạc cầm JPG. REM. Hẻm nhỏ phái hắc ám đã du thi nhân. Lấy sức một mình, dẫn phát hai vị thần chiến hồng nhạc yêu tinh tiểu thư lâm vũ ngươi quả nhiên rất lợi hại đâu lại có thể dẫn tới hai vị thần linh chiến đấu sau này ngươi chính là trong bầy lợi hại nhất đại lão rồi nói như vậy ngươi có phải hay không đã trở thành mệnh đồ lệnh sử rồi umr tinh thần nhóm coi trọng ngươi như vậy nhất định phân cho ngươi rất nhiều lực lượng a à? lâm vũ bất đắc dĩ lực lượng mệnh đồ lệnh sứ đúng là có liên quan đến mức độ coi trọng của tinh thần nếu phân được đủ lực lượng vẫn có thể bóp nổ tinh hệ lâm vũ không có ta cũng không hung ác như vậy không thịnh hành bóp nổ tinh cầu diệt tinh hạm có muốn hay không tặng ngươi một cái umr a à. diệt tinh hạm chẳng lẽ chính là loại vũ khí cấp chiến lược một phát pháo phá hủy một tinh cầu umr chính xác ps Cầu hoa tươi. Cầu phiếu đánh giá. Cầu vé tháng. Cầu khen thưởng. Không có số liệu, quyển sách này thật sự rất khó viết. 006 gò đất lớn đội bệnh, hai đội đội nhìn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. 006 đại khâu khâu bị bệnh, nhị khâu khâu nhìn kìa. Ren Tôi cảm thấy đầu óc mình không còn đủ dùng nữa rồi. Hẻm nhỏ phái hắc ám đã du thi nhân lại là thần linh lại là hủy diệt tinh cầu chẳng lẽ ngươi có rất nhiều diệt tinh hạm sao lâm vũ không nhiều lắm cũng chỉ ba năm chiếc umr sợ g. tiểu mai giờ phút này đã không biết nói cái gì chơi trò chơi là chơi trò chơi nhưng phải biết rằng đối phương thật sự có diệt tinh hạm có thể phá hủy tinh cầu còn có năm ba chiếc thật đúng là không phải nói đùa lúc trước cứu một đôi vợ chồng, nhất định phải đưa ta. Về sau ai xa cũng động một chút liền muốn đưa ta một chiếc. Đây là ta đã nhiều lần từ chối kết quả rồi. Lâm Vũ nghĩ đến tinh tế hòa bình công ty thổ hào đến không có bằng hữu những người này. Hẻm nhỏ phái hắc ám đã du thi nhân ở hôm nay lượng tin tức cũng thật nhiều đâu. Lâm Vũ. Dừng. Lâm Vũ vội vàng kêu dừng. Tuy rằng thơ của hồ đường chủ lanh lảnh, nhưng luôn luôn có một loại cảm giác một lời khó nói hết không hổ là đánh thơ umr ha 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 ta ngược lại cảm thấy hồ đào tiểu thư thơ thật đáng yêu nha lâm vũ cũng không thể dễ dàng chọc nữ hài tử khóc nha vậy mời hồ đường chủ cho mọi người biểu diễn một bài thơ đánh dầu kinh điển đi hẻm nhỏ phái hắc ám đã du thi nhân các ngươi rất có thưởng thức nha không lâu đâu quả ốc chó đã tải lên giọng nói mọi người liên tiếp mở ra đài khâu khâu bị bệnh nhị khâu khâu nhìn tam khâu khâu hái thuốc tứ khâu khâu nấu ngủ khâu khâu chết lục khâu khâu nâng quả nhiên vẫn là kinh điển này yêu tinh tiểu thư màu hồng nhạt cái này luôn có cảm giác rất giống thơ mà cô hồ đào có thể làm ra đấy lâm vũ không biết chuyện gì xảy ra nhi nghe nhiều cảm giác còn quái dễ nghe đúng vậy đúng không ta cũng nghĩ vậy nhà thơ hắc ám của hẻm nhỏ cảm ơn cảm ơn hồng nhạc yêu tinh tiểu thư nghe mấy lần cảm giác thật sự có một loại đặc thù ma lực đâu lâm vũ cảm thán hồ đào hồ đường chủ chính là một nữ hài tử có sức cuốn hút như vậy ở trong trò chơi sát thương còn tặc cao hẻm nhỏ phái hắc ám đã du thi nhân tôi nói lên rồi chúng ta ba cái còn rất có duyên phận đâu dĩ nhiên đều là cùng một cái công ty chế tác trò chơi bất quá ta cảm giác hiện tại ai cũng không thể khi dễ ta có elysia tiểu thư các ngươi còn có lâm vũ đại lão phan yêu tin tiểu thư bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào elysia đều sẽ đáp lại mong đợi của ngươi nha chính là hương vị này yêu rồi lâm vũ cũng mỉm cười là mảnh đất hứa hẹn mỗi tuần phải đánh một trận nhưng chi luật giả chính là mỗi lần đều giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn a đặc biệt là khắc ấn của alexia đó là mỗi một lần đều phải chọn a lâm vũ thôi đi tiểu mai anh trai em cưng chiều em như vậy em lại trạch như vậy nào có người có thể khi dễ em nha em không khi dễ người khác đã không tệ rồi lâm vũ dĩ nhiên biết chuyện tiểu mai rõ ràng tiểu mai còn chưa giới thiệu qua umr đúng rồi lâm vũ đó là bởi vì ta xem qua truyện tranh của ngươi a à? rem hả ân ừ, cái này tiểu mai nhất thời run rẩy thế giới của những người khác nói quá lâu rồi thì ra thế giới của mình cũng là truyện tranh sao cái này tiểu mai lập tức nhảy dựng lên nhìn thái bình trong căn phòng bận rộn nước sốt âu ni đây rõ ràng là thế giới rất chân thật mình cũng vui vẻ như vậy sống rất thoải mái thái bình nhìn tiểu mai có chút sững sờ khó hiểu tiểu mai làm sao vậy tiểu mai một cái cưỡi mặt dùng bàn tay nhỏ bé mảnh liệt kéo một chút gò má thái bình trong đất a à, đau 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 thổ gian thái bình phát ra tiếng kêu thảm thiết tiểu mai nháy mắt mấy cái vẽ mặt ngây thơ hỏi nước sốt âu ni đau không thái bình trong đất dùng hết khí lực kéo tiểu mai xuống nhìn cô chầm chằm ngươi nói đi không đau mới là lạ hôm nay anh bị gió gì vậy không nghĩ tới tiểu mai vẻ mặt kinh hỷ nói đau là được rồi chứng tỏ thế giới này chân thật như vậy cho dù thật sự là truyện tranh thì sao vì thế tiểu mai sôi nổi lại nằm xuống quay lại nhóm cha Tiểu Mai đột nhiên nhìn thấy Lâm Vũ giống như còn đang liên tục không ngừng mà, tiết lộ. Có đặc điểm nhất chính là có thể tùy chỗ lớn nhỏ thay đổi. Ở bên ngoài thời điểm là ông nhu tri tính ưu tú học sinh. Nhưng là chỉ cần về tới trong nhà, sẽ lập tức biến thành thân cao đại khái chỉ có 450cm, thích nhất uống coca, chơi game trạch nữ. Lâm Vũ Học ở Arashita cao trung. Ở bên ngoài thân cao đại khái 160cm đi. Rên. Wow! thì ra tiểu mai tiểu thư là người như vậy hồng nhạc yêu tinh tiểu thư nghe thật đúng là đáng yêu nữ hài tử đâu người ta thích nhất đáng yêu thiếu nữ hẻm nhỏ phái hắc ám đã du thi nhân gừ ừ tùy địa đại tiểu biến thật là lợi hại lâm vũ tiểu mai ca ca gọi thổ giang thái bình trước kia là cái học bá đâu rồi tự đi tới ca ca nàng trong nhà về sau lập tức liền trở nên sa đọa xuống đây lâm vũ phi thường thích coca khoai tây chiên rất ghét ớt xanh còn có hai con ham sơ sủng vật đâu rồi tuy rằng sủng vật dọn dẹp quét dọn tất cả đều là ca ca nàng đang làm tiểu mai nhìn mình cũng là chấn động người này lại cảm giác so với chính nàng còn hiểu rõ mình hơn truyện tranh chết tiệt PS cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá cầu vé tháng không có số liệu quyển sách này thật sự rất khó viết. Hoa tươi, phiếu đánh giá, vé tháng nhiều, tác giả sẽ tăng thêm. 007 mỗi người Mỹ Mỹ đắc ảnh chụp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. 008 mở ra group chat trực tiếp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. 009 cái gì? lâm vũ đem hủy diệt cùng tồn bảo hộ hai cái tinh bạn đang nghe tại truyện chấm audio không không chính cái gì lâm vũ đem hủy diệt cùng tồn hộ hai cái tinh thần đánh xin xin hỏi còn có chuyện gì khác sao mồ hôi của nhà nghiên cứu này giống như hạt đậu nhỏ giọt rơi xuống lâm vũ vội vàng cười nói khẩn trương như vậy làm gì tôi cũng sẽ không ăn anh nhà nghiên cứu kia gật đầu như gà mổ thóc chạy nhanh như chớp lâm vũ bất đắc dĩ lắc đầu cho đến bây giờ lâm vũ bỗng nhiên cảm giác chung quanh tầm mắt giống như so với bình thường nhiều hơn một ít đồ vật bình thường tuy rằng người quan sát hắn cũng rất nhiều nhưng hiện tại rất rõ ràng trong tầm mắt mọi người có rất nhiều cảm xúc phức tạp rất nhiều người đều mang theo một ít thăm dò cùng sợ hãi không cần phải nói khẳng định lại là chuyện hai vị tinh thần tranh chấp truyền ra ngoài. Ngay lúc này, màn bắn đã bắt đầu. Hồng nhạc yêu tinh tiểu thư, Lâm Vũ nhìn ngươi đem người ta dọa đến. Nói chuyện cũng không lưu loát. Thỉnh thoảng trước kia khi dễ người ta nha, khi dễ người gia hỏa cũng không phải là hảo hài tử nha. Chẳng lẽ là bắt nạt? Hẻm nhỏ phái hắc ám đã du thi nhân rõ ràng cảm giác cái kia nghiên cứu viên sắc mặt thoáng cái tái nhật tới cực điểm nhìn màn đạn, Lâm Vũ nghĩ. Mặc dù là Eda nhất định muốn ta đi theo tới, nhưng là bình thường ta ở chỗ này coi như là điều thấp. Cùng mọi người quan hệ tương đối hài hòa. Ren. Nhưng tôi cảm thấy có rất nhiều người xung quanh đang nhìn bạn. Lâm Vũ buông tay. Ta cũng không có biện pháp. Hẳn là có tin đồn truyền ra rồi nhưng tên của ta hẳn là không dễ dàng như vậy truyền ra nha cho dù thật sự truyền ra tên bọn họ cũng không nhất định liền nhận định là ta nha ren. a à, là chuyện tinh thần giao thủ sao vậy như vậy cũng không tính là lời đồn đi lâm vũ vương ra một ngón tay lắc đi lôi mổ đáng yêu ngươi còn quá coi thường uy lực của lời đồn rồi cái gọi là lời đồn chính là thứ càng truyền càng thái quá như vậy đi, ta cường hóa thu âm. Cho các ngươi nghe một chút, bọn họ nói thầm gì đó. Lâm Vũ để nhóm cha trực tiếp thu âm cường hóa. Nhất thời. Một ít nghị luận của người chung quanh nhau nhau truyền tới. Hủy diệt cùng tồn hộ hai đại tinh thần bởi vì Lâm Vũ đánh nhau. Chính là tại chúng ta trạm không gian cái này Lâm Vũ. Hủy diệt cùng tồn hộ hai cái tinh thần vì tranh đoạt Lâm Vũ đánh nhau, hủy diệt vô số cái tinh hệ. Ta kháo, ngươi nghe nói sao? Lâm Vũ đem hủy diệt cùng tồn hộ hai cái tinh thần đánh, nhưng trâu bò đánh cái kia gọi là hôn thiên hắc địa a. Hủy diệt cùng tồn hộ hai cái tinh thần vậy mà liên thủ cùng nhau đối phó Lâm Vũ, khiếp sợ. Lâm Vũ đơn đấu hủy diệt cùng tồn hộ hai đại tinh thần, một trận thành danh, khiếp sợ. Lâm Vũ đơn đấu hai đại tinh thần. Hủy diệt tại chỗ vẫn là. Tùng Hồ chạy trối chết. REM, nhà thơ hắc ám của hẻm nhỏ. Tiểu thư yêu tinh màu hồng phấn. Ha 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 ha, thật là buồn cười, cũng thật là. Lâm Vũ. Hiện tại các ngươi biết rồi chứ? Ta cũng rất bất đắc dĩ. Vừa rồi nghiên cứu viên kia hẳn là bị lời đồn dọa thảm rồi. Sau một thời gian. Trong nhóm chat đột nhiên toàn bộ bật cười tiểu thư yêu tinh màu hồng nhạt. Ha ha ha. Thật sự là quá thú vị. Lâm Vũ ngươi hiện tại hẳn là xem như uy danh lan xa đi. Hẻm nhỏ phái hắc ám đã du thi nhân, nga nha nha. Thật sự là ghê gớm. Bốn đường chủ đều muốn cười lật. Ha 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 ha. Lâm Vũ đầu đầy hát tuyến. Làm ơn. Tôi dẫn hai người tới tham quan. Có cần làm như vậy không? còn như vậy tôi sẽ phát sóng. Đừng, đừng, chúng ta còn chưa xem xong mà. UMR Được rồi, được rồi, tôi hứa sẽ không cười, sau tất cả, tôi đã được đào tạo chuyên nghiệp. Ha 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 ha. Không cần phải nói. Lâm Vũ đã phản phất thấy được tiểu chôn ở trong phòng điên cuồng lăn lộn đầy đất tràn diện. Nếu như Lâm Vũ ngươi muốn bác bỏ tin đồn, vẫn là phải mời người khác hỗ trợ đây. Lâm Vũ gật gật đầu. Ân, ừ, chuyện này còn tốt, tìm ngã tư đát nói rõ một chút, hẳn là nghị luận sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa nhiệt tình của mọi người cũng chỉ có thể kéo dài trong chốc lát. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Đây là khoan trợ giúp. Đây là khoan thu nhận. Đây là khoan cơ tọa. Mà mọi người trong nhóm chat Đối mặt với cả trạm không gian khổng lồ này, còn có đủ loại sự vật mới là mình chưa từng thấy qua. Không có chỗ nào không phải là ở hoa ngẫu. Một cái nhìn đơn giản đã kết thúc. Trạm không gian chính là như vậy. Sau này các ngươi có cơ hội có thể tự mình tới đây chơi đùa. Nếu như lần sau có cơ hội đến nơi khác đi, cũng có thể giới thiệu cho các ngươi. Ta thật sự siêu cấp muốn đi trạm không gian chơi, còn có Yarelo, còn có Lauver đều muốn đi. Tiểu thư yêu tin màu hồng nhạt. Vậy chờ lần sau tất cả mọi người có thời gian đi đã như vậy, vậy chúng ta liền lần sau gặp lại đi. Lâm Vũ khoát tay. Ân, thật sự là không nở. Chờ một chút. Lại làm sao vậy? Tiểu Mai ngươi còn có việc. Tiêu diệt tinh hạm. Tiêu diệt tinh hạm. Ta còn chưa thấy qua đâu. Hẻm nhỏ phái hắc ám đã giàu thi nhân. Có thể hủy diệt tinh cầu vũ khí chiến lược. Ren. Luôn cảm giác, có chút sợ hãi lại có chút tò mò. Được rồi, được rồi." Lâm Vũ gật gật đầu. Nếu đã cho các ngươi phát sóng trực tiếp một lần, còn phải trả phí. Đương nhiên phải làm cho các vị khán giả đều hài lòng. Ánh mắt Lâm Vũ đột nhiên trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía Hoàng Vũ bên ngoài. Trong bầu trời đêm đen kịt trực trở, đột nhiên hiện ra từng đợt sóng gợn. Đột nhiên không gian giống như bị xé mở ra một cái miệng nước thật lớn. Từng trận lực lượng khó hiểu xuất hiện. Một chiếc thuyền khổng lồ mà băng lãnh khủng bố xuất hiện ở trong tinh không. PS Cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu vé thắng. Cảm ơn các độc giả. Không một không thẹn thùng tới cực điểm trên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không một không thẹn thùng tới cực điểm trang máy móc tản ra khí tức lạnh như băng mà rung động. Từ trong khe nước không gian hiện ra toàn bộ thân hình của nó. Tàu diệt tinh dài bằng km. Lỗ pháo ngâm đen thâm thúy, bên trong ẩn chứa năng lượng cực lớn. Làm cho người ta căn bản không hoài nghi nó có năng lực hủy diệt tinh cầu. UMR Wow! Tiểu thư yêu tinh màu hồng nhạt. Hoa ngẫu. Hẻm nhỏ phái hắc ám đã du thi nhân. Ồ nha! Rem. Wow! Sau khi phát ra tháng phục, mọi người không còn âm thanh nữa. Tự như đang lặng lặng quan sát thứ có chút vượt quá tưởng tượng này. Lặng lặng chờ đợi một lát. Lâm Vũ mỉm cười. Rem. Thật sự là quá lợi hại đâu. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cảnh sắc. Ram nhìn khuôn mặt mỉm cười trên màn hình trước mặt. Không hiểu sao tim đập có chút gia tóc cắn cắn môi đỏ mọng. can đảm lên. Rem. Mặc dù tôi chưa từng thấy nhiều cảnh đẹp, nhưng bên này cũng có những người rất tốt, đặc biệt là những đứa trẻ trong làng, thực sự rất đáng yêu. Rem. Nếu như. Nếu như cậu không ghét bỏ, lần sau có thể tới chơi. Rém thẹn thùng. Thật tốt. Lâm Vũ nở nụ cười. Nhất định nhất định. Tôi cũng rất thích thế giới re không là a lạp mổ thôn đi ta cũng rất thích nơi đó nha ren thật sao lâm vũ gật gật đầu ừ bất quá lôi mổ cậu phải cẩn thận một chút ren hả chung quanh a lạp mổ thôn là rừng rậm có rất nhiều ma thú hoạt động R.M.E. ừ nhưng không cần lo lắng chung quanh thôn có thiết lập kết giới nha lâm vũ lắc đầu nếu kết giới bị phá hủy thì sao rem cái này tóm lại phải cẩn thận một chút nhớ thường xuyên cho người ta kiểm tra kết giới một chút còn có trong thôn chó nhỏ ngàn vạn lần làm cho mọi người đừng bị chó nhỏ cắn bị thương những đứa trẻ trong làng thật đáng yêu nếu họ bị thương tôi cũng sẽ rất đau lòng lâm vũ cười cười con mắt lôi mổ lập tức sáng lên gật đầu thật mạnh. Rem Mỗi lần Ram đến làng mua nguyên liệu nấu ăn, đều chơi với bọn trẻ, chúng quả thật rất đáng yêu. Vậy là tốt rồi. Nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được, cũng có thể khẩn cấp liên lạc với tôi nha. Gương mặt lôi mổ một lần nữa nhuộm lên một chút hồng nhuận. Do dự một chút. Rem. Được rồi. Tiểu thư yêu tinh màu hồng nhạt. Ai nhà ai nhà. Sao có thể bỏ lại người ta tự mình liếc mắt đưa tình ở một bên? Từ người ta sẽ ghen nha. Alicia, anh sẽ không mắc bẫy em đâu, tiểu thư yêu tinh màu hồng nhạt. A à kéo a à kéo, người ta nói thật nha, người ta cũng muốn. Cũng muốn. Có chuyện gì cũng có thể liên lạc với anh sao? Lâm Vũ liếc mắt. Tiểu Mai, ngày nào con cũng ăn ngon ngủ ngon, có thể có chuyện gì chứ? Tôi thấy cô đặc biệt thích cô Ran. ren Đâu? Đâu có? Lâm Vũ gật gật đầu, ràm đáng yêu như vậy, ai mà không thích chứ? Lúc này ở trong phòng, rơ mút đột nhiên đỏ bừng mặt. Cả người giống như đang bốc khói giống nhau thẹn thùng. Hắn? Hắn làm sao? Tiểu hát phái hát ám đã du thi nhân. Ô chẳng lẽ là lưỡng tình tương duyệt? Yêu tin tiểu thư màu hồng nhạt. Ô ô ô, vậy người ta làm sao bây giờ? người ta cũng rất vui. Các ngươi cũng không cần trêu chọc lôi mổ, nàng rất thẹn thùng. Lâm Vũ bất đắc dĩ. Tiểu thư yêu tinh màu hồng nhạt. Được rồi. Cô gái đáng yêu như Ram, người ta cũng rất thích nha. Ren. Yêu. Tiểu thư Elysia. Đừng nói nữa. Được rồi, được rồi. Sau này mọi người đều là bạn tốt trong nhóm cha. Có chuyện gì cũng có thể thương lượng. Elisia, bên cô hẳn là cũng rất bận rộn. Tình huống sụp đổ không tốt lắm nha. Yêu tinh tiểu thư màu hồng nhạt. Ừm. Trục hỏa chi Nga đang dò xét phản ứng xuất hiện của luật giả. Lâm Vũ nói đùa. Vậy có dò xét được cậu không? Tiểu thư yêu tinh màu hồng nhạt. Hư hư. Người ta rất thích nhân loại. Sau một hồi hàng huyên. Được rồi các vị truyền hình trực tiếp hôm nay đến đây rồi cảm ơn anh cảm ơn anh đã an tâm ngã xuống hồng nhạc yêu tinh tiểu thư được rồi tạm biệt bất quá cũng đừng quên ta nha phải nhớ kỹ nhớ ta nha hẻm nhỏ phái hắc ám đã du thi nhân bb rem cảm ơn vì đã phát sóng trực tiếp lâm vũ phất tây tạm biệt coi như là một khởi đầu hoàng mỹ cho nhóm cha sau này không biết còn có thể có người nào gia nhập. Vừa mới kết thúc phát sóng trực tiếp và nhóm cha. Bên tai đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Lâm Vũ nhìn thấy một cái quyển chuyển thân ảnh vội và hướng về chính mình chạy tới. Đang định cười chào hỏi. Không nghĩ tới Ether lập tức chạy tới. Ông chặt lấy Lâm Vũ. Ngươi. Ngươi đi đâu rồi? Gấp gáp đến đỏ bừng cả mặt ánh mắt đều trở nên có chút hồng nhuận. Eda khẩn trương nhìn Lâm Vũ. Hai tay gắt gao ông eo Lâm Vũ. Lâm Vũ nhẹ nhàng vuốt ve lưng Eda một chút. Được rồi. Làm sao vậy? Gấp gáp như vậy. Có chuyện gì nói cho chú nghe? Chú giúp chú giải quyết. Dựa theo bối phận mà nói. Lâm Vũ là huynh đệ kết nghĩa của phụ thân Eda. Eda phải gọi là chú chứ nhưng Ether không biết kêu. Sắc mặt đột nhiên càng thêm đỏ một ít. Nhổ một ngụm. Phi phi phi. Ai muốn gọi ngươi là thúc thúc? Ngải ti đắc liếc ngang lâm vũ một cái. Xem ngươi còn có lòng già thảnh thơi nói dẫn như vậy. Vậy là không có việc gì. Lâm vũ vỗ ngực mình. Cũng không nhìn xem ta là ai. Ta làm sao có thể có chuyện. Eda hảo hảo nhìn lâm vũ vài lần giống như sau khi xác nhận không thành vấn đề. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Sau khi nghe nói hủy diệt tinh thần và tồn hộ tinh thần đánh nhau, phản ứng đầu tiên của ta vẫn là không tin. Sau khi hỏi bọn họ, thì ra là thật. Tinh thần cũng không phải dễ chọc như vậy nha. Lâm Vũ cười sờ sờ e đa tóc, không sao đâu. Coi như là tinh thần, ta cũng chưa chắc có bao nhiêu sợ bọn họ. ts miễn phí lễ vật kỳ thật chính là để cho tác giả biết có thích độc giả đang đọc sách, cảm ơn mọi người. Xin cho ăn chút hoa tươi, phiếu đánh giá, vẽ tháng đi. Hoa tươi, phiếu đánh giá, vẽ tháng nhiều, tác giả sẽ tăng thêm.